chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Tô Vẽ Tranh của mình nhé. Hôm nay chúng ta hẹn nhau tô màu một bức tranh là chuẩn bị sẵn đây rồi, đó là một chú gà cái mẹ. Và gà cái đó. Chúng mình có tô màu nhé. Mình sẽ sử dụng màu xám để tô màu cho nó nhé. Chú gà này mình phải tô một chiếc đao quàng, một chiếc khăn màu đỏ nhé các bạn. Lông trên của đầu của chú gà này tô màu cam này nhé. Và mình cũng dùng màu đỏ này để tô phần màu của chú gà nha các bạn. Bây giờ sử dụng màu đen này để tô màu cho chân mày. Và chú gà con này đã được mình tô màu xong với bộ lông màu vàng và lông. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho gia đình của mình. Hãy để lại cho mình một like. Phần màu của chú gà này chọn những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye. Mẫu nghịch các bạn ạ. Chân các bạn cũng tô màu đỏ luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tối ưu hóa, đặt bút xuống và cầm bút lên nhiều lần. Nên một màu các bạn có thể định vị là mình sẽ tô màu gì vào đâu thì các bạn tô luôn thì được mất công nhé. Phần thứ hai mình sẽ tô bằng màu xanh, xanh tím các bạn. Phần lông này của chúng ta nhé. Hãy cùng theo dõi video này cùng với mình. Mình sẽ tô theo hàng. Một hàng một màu. Tiếp theo mình sẽ tô cho phần lông cổ của chú gà này trước là màu hồng, các chi màu hồng. Tô phần lông kiểu giống như gà tía thì chúng ta sẽ có màu xanh lá đậm. Và mình đã tô xong cái video number vlog số 9 này. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Phải nhớ like, subscribe. Mình sẽ dùng màu xanh đậm như này. Màu tương tự gần gần giống nhau thì cho chú gà chúng ta nó sẽ đẹp hơn nhé. Phần lông bộ lông chính của chú gà là để cho tô màu một cái bút chì màu vàng. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn bức tranh là number block số 7. Tiếp theo mình sẽ màu tím nha các bạn. Block 7. Chúng ta cùng nhau đi vào tô màu cho bức tranh number block này nhé. Number block số 7 này thì sẽ có 7 màu khác nhau, là từ ghép lại từ các cái số từ 1 đến sau. Chúng ta cùng nhau đi tô màu cho nó nhé. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái ô đầu tiên. Và phần đuôi mình sẽ tô màu tím và màu xanh nhé các bạn.
những phần còn lại của chú gà này mình sẽ tô màu cam. Chúng ta trừ mắt ra nhé. Mắt thì chúng ta sẽ tô màu vàng. Còn phần màu của chú gà này chúng tôi không màu đỏ nữa. Và cô đầu tiên là sẽ là cô màu đỏ nhé. Và trường tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu cam đối với ô thứ hai. Bức tranh tôi màu cho chú gà máy mẹ nhà mình đã tô xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh của mình nhé. Bye bye.